Chào mọi người đã quay lại với kênh của Hiển nha. Bây giờ mình sẽ tới tập 10, cái kia là tập 11 và 12, không biết tập mấy, nó thôi kệ đi. Rồi tập kế tiếp nha. Vậy đi. Thì hôm nay thì Hiển sẽ bắt đầu là Hiển sẽ rải phân để phục hồi cây nha. Rải phân để phục hồi cây và xịt thuốc kéo tay bông nha. Rồi mà khán giả xem Hiển rải phân gì đây nha. Đây Hiển mà xuống nha. Đây nha. Rồi từ từ. À, thì giờ Hiển cho các bạn xem luôn. Đây là cái phân 2487. Đây nè BK nghe, 2487 nha. Ai làm sầu riêng sẽ biết. Còn hạt 2487 là không phải hạt màu đen đâu nha. Mà cái bột màu đen này là do Hiển là chơi ngu cái tiếng. Là đi hội thảo gần người ta bán cái bột này là cái bột của Canada. Hay là nó gồm có humic, fulwit gì đó ha. Một bao như vậy là ngoài thị trường là 750, nhưng mà bán trong hội thảo là 650. Hiển thấy khoái khoái, Hiển mua một bao vậy á là khoảng tầm 25kg là 650. Hiển gì Hiển xài thử. Nhưng mà trước khi Hiển xài thì lúc nào cũng vậy, Hiển sẽ cho một xô bê nước và Hiển sẽ cho cái bột này vô Hiển quậy. Quậy xong Hiển chắc nước ra thì trời ơi toàn một than với ba cát không à. Nên là mình bị hớ rồi nha, hớ rồi nha. Cái giá mà để cho thử nghiệm là bằng tiền và bằng cái hớ đó nha khán giả nha. Nên bây giờ nhiều quá hứa đổ đâu gì mà trộn với phân rẻ luôn, rẻ ngoài vườn cái miếng miếng đi, chứ bây giờ đổ một chỗ thì nó ngộ độc, mà rải miếng miếng khắp clip thì nó không ngộ độc các bạn nha. Thì đây là cái ngu của Hiển nha. Thì bây giờ là Hiển sẽ rải phân này xong, chiều ngày mai chiều nay là bắt đầu Hiển sẽ xịt cái thuốc mà để kéo tay bông nha, cho nó dài bông. Trong giai đoạn này thì mình kéo tay bông nha. Giờ kéo sau đây thì Hiển rải phân trước, mà trước khi kéo tay bông là phải rải phân mới kéo được nha, chứ còn mà không rải phân kéo không dài nha các bạn nha. Bắt đầu là Hiển sẽ đi rải phân đây, rồi chiều nay Hiển sẽ quay cái đoạn mà thuốc để pha thuốc mà để mà xịt kéo tay bông là thuốc gì các bạn nha. Giờ này thì cũng chiều các bạn nha, mà hiện tại giờ bên Hiển thì đang có khuynh hướng trời chuyển mưa ha. Thì bây giờ Hiển vẫn pha thuốc, nếu mà không có mưa thì Hiển xịt luôn, thì Hiển xịt chồng lên nước mưa luôn, Hiển rửa nước mưa luôn nha, bằng thuốc luôn. Đây là cái chai mà Hiển hay nói là cái chai cà ri ha. Còn thành phần của nó thì Hiển không công bố, cái này là công thức tự người nào tiến pha thôi ha. Hiển mua đồ diễn pha ha, công thức bí truyền của Hiển nha. Cái này già này tử mới biết là pha cái gì thôi ha, còn những người còn lại là không biết đâu nha. Cái thuốc này nè, nó sẽ có hai công dụng. Một là nó kéo cái tai bông ra, kéo tai bông không kéo bông nha, yếu là tai bông thôi. Thì bây giờ Hiển pha nha. Thì 100cc này nè, là nó sẽ cho một lu 200 lít nước khán giả nha. Thì Hiển pha và sau đó Hiển quay là cái nào là tai bông nha, cái nào là kéo tai bông này, là kéo bông nha. Rồi, anh lắc luôn cái này. Cái này thì Hiển hay dùng từ chung thôi, gọi là cà ri ha. Nó xài hai công dụng, giai đoạn kéo tay bông và giai đoạn còn là nó giai đoạn đậu trái nha. Rồi vẫn chung 50 các bạn nha. Nghe pha ra tí nữa đi rồi cái bắt đầu Hiển xịt nha. Giờ cũng ổng chuẩn bị đang 500 rồi ha. Thì những pha sẵn đi lát nữa cho Hiển xịt khán giả. Rồi lấy cây quậy cái coi. Hiện tại bây giờ là ổng đang chuyển mưa các bạn, nên Hiển không phải cái máy ra. Nếu có cái máy ra thì bắt đầu là Hiển sẽ cho cái máy nó trộn phút giùm Hiển. Còn hiện tại bây giờ ổng đang chuyển mưa thì ổng dám đẩy ra một lát cái che nữa mất công lắm. Lát nữa ấy thì thấy trời mềm cũng xịt luôn nha. Rồi. Bây giờ Hiển sẽ đi quay cho các bạn xem cái chai cà ri đó nó kéo tay bông như thế nào ha. Để Hiển chỉ cái chỗ mà cái tay bông là cái chỗ nào nha khán giả nha. Ha, khán giả nhìn nè. Ha, nhìn kỹ nha. Đây là cái tay bông nè nha. Ha, đây tay bông nè. Ha. Thì Hiển xịt, Hiển kéo cái những cái tay này ra ha. Và cái đầu bông này nè là nó không có dài nha, nó ngắn
nhưng mà chủ yếu cái tay này nó dài ra ha. Chiều dài của cái bông từ đây nè ha, mà nó chạy dài ở đây luôn là khoảng tầm 2 tấc 2. Nhưng mà cái tay bông nó có khoảng tầm 2 tấc hoặc là 1 tấc 8 nha. Thì đây là cái mà để Hiển làm nha, để Hiển kéo cái tay bông nó ra ha. Cho nó chuẩn nha khán giả ha. Đó. Nên là chủ yếu là Hiển làm quýnh là như vậy nha. Để kéo cái tay bông ra để sau này trái nó đậu đẹp hơn ha. Như vậy nè, hiện đây cỡ chuẩn hơn. Đây. Nè. Nè các bạn thấy không? Đây nè. Thấy không? Đây đây được Hiển gọi đây là Hiển còn gọi là đây là cái tay bông nè nghe ha. Bông đang dài nè. Thì cái Hiển kéo bông á thì chắc chắn là cái đầu này nè nó không có dài nha. Nè. Đây nó không cái đỉnh bông nó không có dài, nhưng mà Hiển kéo chủ yếu là kéo cái này nè. Ha. Hiển kéo cái này nè. Đó, cái này gọi là tay bông. Để cho cái bông đẹp hơn nha khán giả. Ừ. Thì đây nè, thấy không? Thời điểm này là Hiển kéo tay bông rồi. Ha. Còn về thuốc sâu á là Hiển đã có phun cái thằng thuốc sâu sinh học rồi ha. Là nó bảo đảm cho Hiển trong vòng 2 tháng nữa là sẽ không có sâu. Nên Hiển không có pha nữa nha. Còn nhiều khán giả nói anh Hiển ơi quýnh như sao á mà cái lá nó rụng nhiều quá. Các bạn thấy không? Cái nhánh đỏ chạch à, nên khả năng chịu đựng của cái lá trên nhánh đỏ là chịu đựng không nổi. Với cái thứ hai nữa là trên cái bộ lụa của mình đó là nó còn lá nhiều lắm nghe, tại nó ship lại nó gom nó ship lại xuôi cò lại theo cái thân lá nha, chứ không phải nó không còn lá nha, mà lá nó còn nhiều lắm á nha. Nè ví dụ như hôm nay Hiển đi phân nè, mà thấy không nè, thấy không Hiển đi phân nè đó, mà thấy không, thấy không lá cái này nó dựng lại thấy không, đâu phải là nó hết lá đâu mà nó sẽ rụng những đợt lá già thôi. Cái ý đồ của Hiển là vậy đó, để Hiển để cho nó nhiều lá già, Hiển không có tuốt. Đa số một số anh em á thì người ta tuốt lá ta bỏ, của Hiển có Hiển để đó để nó tích trữ dinh dưỡng, xong Hiển quýnh á, quýnh kích bông á là cho cái dinh dưỡng từ những lá già nó tích trữ xong nó sẽ dồn lên tới cái đỉnh bông của mình để cho nó đẩy bông cho nó khỏe khán giả nha. Chỉ vậy thôi chứ không có mục đích gì hết á. Hôm nay Hiển làm cái clip về tập 12 này ngắn gọn thôi nghe khán giả, giảm 55 gram đây để Hiển chờ chút thì thuốc các bạn nha. Cảm ơn nghe theo dõi khán giả.